Chào các em nha. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong cái bài số 54, đề si mét vuông, trang 62, 63, 64, sách giáo khoa môn toán lớp 4. Và các em nhớ ở trên kênh của chúng mình thì chương trình toán lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6 thì thầy đã quay chúng ta đầy đủ. Đây là một trong những cái bài còn thiếu trong học kỳ 1 của chương trình toán lớp 4. Thầy quay cho nó full tập hay là gì, đầy đủ cái tập, được chưa? Và bây giờ thì mời các em mở sách giáo khoa trang 62 ra để chúng ta cùng vào cái bài hôm nay. Đó, bài của chúng ta đây. Trước hết thì chúng ta sẽ tìm hiểu nè. Các em biết nè, để đo cái diện tích người ta dùng một cái đơn vị đó là decimet, mét vuông. Vậy thì decimet vuông là gì? Đó, thì trong cái bài này chúng ta sẽ tìm hiểu nhá. Vậy thì một decimet vuông là diện tích của một cái hình vuông có cạnh dài là 1 deci. Đó, đây là một diện tích của một hình vuông này. Và cạnh của hình vuông này là 1 deci nè. Đó, các em hiểu chưa? Vậy thì decimet vuông người ta viết tắt là chữ D, chữ M và cái dấu số 2, tức là dấu mũ ở trên này. Đấy, cũng giống như cm vuông các em đã học, đúng không? Đó. Hoặc là mét vuông các em đã học, được chưa? Vậy thì 1 dm vuông chúng ta đọc đây là dm vuông. Đó, thì được ký hiệu là như thế này, được chưa các em? Đó, chúng ta ghi vào trong tập hay vở ghi nhớ nha. Rồi, vậy thì 1 dm vuông, đó, người ta viết, được chưa các em? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xét tiếp một cái nội dung này. Đó, thầy có một cái hình. Hình gì? Hình vuông có cạnh là 1 decimet vuông. Đó, được chưa các em? Diện tích của cái hình vuông này là 1 decimet vuông và cạnh của nó là 1 deci. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chia cái hình vuông này ra thành bao nhiêu? Thành bao nhiêu nhỉ? Bao nhiêu ô? 100 ô. Vậy thì mỗi một cái ô đây nè, mỗi một cái ô đây nè, thì cạnh của nó là 1cm vuông nè. Đó, các em hiểu chưa? Tức là một cái, từ đây cho đến đây là 1cm vuông. Vậy thì từ đây đến đây cũng sẽ là 1cm vuông. Vậy thì ở đây người ta sẽ khái quát lên cho chúng ta thấy một điều gì đây. Vậy thì diện tích của một cái ô này thì sẽ là 1 nhân với 1. Vậy thì diện tích của một ô này sẽ là 1cm gì? Mét vuông. Các em hiểu không? Đấy, vậy thì hình vuông mà có diện tích 1 decimet vuông thì được chia thành bao nhiêu cái hình vuông nhỏ có diện tích là 1cm vuông? Vậy thì muốn biết cái điều này chúng ta chỉ cần đếm gì? Đếm cái ở trên này thôi. Nó sẽ có bao nhiêu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Như vậy thì chiều ngang này 10, vậy thì chiều dọc xuống này cũng chắc chắn là sẽ là 10. Vậy thì 10 với 10 sẽ là bao nhiêu? 100, đúng không? Vậy thì diện tích của nó sẽ là gồm 100 cái hình vuông có diện tích là 1cm vuông này xếp lại. Đó, các em hiểu chưa? Vậy thì lúc này người ta sẽ khái quát thành một cái đơn vị như sau. 1 dm vuông thì sẽ bằng bao nhiêu? 100cm vuông. Đó, các em nhớ cho thầy cái đơn vị này để chúng ta làm những cái bài tập chúng ta đổi nhá. Nhớ rằng đây là decimet vuông. Còn 1 deci bình thường thì 1 deci thì chỉ bằng mấy? 10cm. Nhưng đây là decimet vuông thì lại bằng bao nhiêu? 100cm vuông. Các em nhớ nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập số 1 nào. Chúng ta chỉ là đọc thôi. Vậy thì họ cho chúng ta 4 cái số như thế này. Vậy thì nguyên tắc đọc ở đây, các em sẽ đọc phần số trước, sau đó đọc đến phần đơn vị. Vậy thì cái phần này thì thầy sẽ không viết ở đây, bởi sao, nó quá dễ rồi. Ở đây chúng ta sẽ đọc phần số là 32, đó là phần gì? Phần số. Rồi đến phần đơn vị là decimet vuông. Vậy chúng ta sẽ đọc ở đây là 32 decimet vuông. Đó, thầy đọc rất là chậm, các em có thể dừng video, các em ghi nó vào.
Được chưa? Sang số thứ hai nè, chúng ta cũng thấy phần số ở đây bao gồm 3 chữ số nè, 911 nè, và đơn vị là decimet vuông. Vậy thì các em đọc bình thường sẽ là 910.11 decimet vuông. Đọc phần số trước, sau đó đọc đến đơn vị. Được chưa? Đấy, tương tự như vậy thì đây chúng ta sẽ đọc phần số trước, 1.952 decimet vuông. Được chưa? Tức là đọc phần số trước, sau đó đọc đến phần đơn vị. 1.952 decimet vuông. Được chưa? Rồi tương tự như vậy thì ở đây chúng ta sẽ đọc 492.000 decimet vuông. Đó, các em ghi vào nhé. 492.000 decimet vuông. Được chưa các em? Rồi, đấy, như vậy thì cái bài số 1 chúng ta thực hiện xong nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với bài số 2. Rồi, cái bài số 2 thì yêu cầu mình là viết theo mẫu. Vậy thì người ta có cái mẫu nè. Cột bên này là đọc nè, cột bên này là viết. Vậy thì người ta đọc nè, 102 decimet vuông. Đó, vậy thì chúng ta đọc, sau đó chúng ta sẽ viết sang bên này là 102 decimet gì, mét vuông. Rồi, vậy chúng ta đến với câu đầu tiên nè, 812. Vậy thì phần số của chúng ta sẽ là bao nhiêu? 812. Vậy thì 812 và đơn vị là decimet vuông, các em viết vào đây. Vậy thì đây sẽ là 812 decimet vuông. Được chưa? Rồi tiếp theo nè, 1969. Đây là phần gì? Phần số này, 1969. Và phần đơn vị là decimet vuông. Vậy chúng ta viết là 1969 decimet vuông. Được chưa? Rồi, tiếp theo sẽ là 2812. Đó là phần số. 2812 là phần số. Decimet vuông là phần gì? Phần chữ, à phần gì? Đơn vị. 2812 decimet vuông. Được chưa? Đấy, xong nhá. Đấy, như vậy chúng ta đã thực hiện xong cái bài số 2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bài số 3. Bài số 3 người ta cho mình viết số thích hợp vào chỗ chấm. Đó, tức là chúng ta sẽ đổi ở đây đơn vị cho thích hợp. Vậy thì các em chỉ cần nhớ là 1 decimet vuông thì bằng bao nhiêu? 100 cm vuông, đúng không? Vậy thì 1 deci bằng 100. Bây giờ có nè, 48 deci thì bằng bao nhiêu? Áp dụng nhân một số với 100. Vậy thì 48 nhân với 100 sẽ là 4.800. 1.997. Bây giờ chúng ta nhân với bao nhiêu? Nhân với 100 thì chỉ việc thêm hai chữ số 0 vào phía bên tay phải thôi, sẽ là bao nhiêu? 199.700. Được chưa? Rồi, tương tự như vậy, bên này 100 cm thì bằng bao nhiêu decimet vuông? Vậy các em phải nhìn bên này, chúng ta thấy nè, 100 cm vuông thì bằng 1 deci nè. Đó, vậy thì ngược lại thôi, đúng không? 100 cm sẽ bằng 1 deci, đúng không? Vậy bây giờ có 2000 cm thì bằng bao nhiêu deci? Các em biết được 1 deci thì bằng bao nhiêu? 100 cm. Bây giờ có 2000, chúng ta sẽ lấy 2000 này chia cho bao nhiêu? Chia cho 100. 2000 chia cho 100 thì chúng ta sẽ bớt đi mấy chữ số 0? Chia cho 100 thì bớt đi 2 chữ số 0. Vậy thì sẽ còn bao nhiêu? 2 gì? 20. Được chưa? Tương tự như vậy thì 9900 các em chia cho 100 thì sẽ bớt đi mấy? 2 chữ số 0. Vậy đây sẽ được là 99 decimet vuông. Được chưa? Rồi, xong nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với bài số 4.
yêu cầu mình điền dấu nhỏ hơn, dấu lớn hơn hoặc là dấu bằng vào các cái phép so sánh ở đây. Kem quan sát ở bên này chúng ta có là 210 cm vuông, ở bên này là bao nhiêu? 2 dm vuông 10 cm. Vậy thì kem phải đổi 2 dm 10 cm này này ra cm. Vậy chúng ta biết được 1 dm thì bằng 100, 2 dm sẽ là 200. Vậy thì 200 này cộng với 10 thì sẽ bằng bao nhiêu cm? 210 cm. 210 cm so với 210 cm thì sẽ làm sao? Điền dấu bằng vào đây. Được chưa? Đấy, dễ như là ăn cháo đúng không? Rồi tương tự như vậy, ở đây chúng ta có 6 dm vuông với lại 3 cm so với 603. Vậy thì 6 dm thì bằng bao nhiêu? 600. Đúng không? 1 dm là 100, vậy thì 6 dm nhân với 6 thì thêm 2 chữ số 0, 600. 600 cộng với 3 thì bằng 600 gì? 603. 603 so với 603 thì nó sẽ bằng nhau. Phải không? Dễ như ăn cám. À quên, dễ như ăn cháo. Rồi. Tương tự như vậy, bên này 19 dm vuông 50 cm vuông so với 1954. Vậy các em biết là 19 dm vuông các em nhân với 100 sẽ ra là 1900. 1900 cộng với 50 thì sẽ là 1950 cm. 1950 so với 1954, vậy thì ta thấy đây có số 4, đây số gì? Không, vậy thì 1954 sẽ lớn hơn. Được chưa? Rồi, tương tự như vậy, ở đây chúng ta sẽ thấy 2001, ở đây là 20 dm vuông nhân với 100 thì sẽ là 200. 200 cộng với 10 sẽ là bao nhiêu? 2010. 2010 so với 2001 thì 2001 sẽ nhỏ hơn. Đấy. Vậy là chúng ta đã thực hiện xong bài số mấy? Số 4 nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với bài số 5 nè. Bài số 5 thì yêu cầu mình đúng thì ghi chữ đờ và sai thì sẽ ghi chữ S. Được chưa? Rồi, vậy thì đây người ta cho mình hai cái hình nè. Hai cái hình như thế này. Đó, chưa gì thì thầy đã tính diện tích mất rồi. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có nè, diện tích của cái anh này 1 dm. 1 dm chúng ta phải đổi ra là bằng mấy? Bằng 10 cm. Nhớ đây là dm và decimet vuông nha. Vậy thì diện tích của hình vuông này sẽ bằng bao nhiêu? 100 cm vuông. Còn diện tích của hình chữ nhật, chiều dài là 20, chiều rộng là 5, thì sẽ bằng bao nhiêu? 100. Vậy thì hình vuông và hình chữ nhật này sẽ có diện tích như thế nào? Chúng ta sẽ xét ở đây. Câu A, họ phát biểu hình vuông và hình chữ nhật có diện tích bằng nhau. Vậy các em nhìn thấy đây 100, đây cũng bao nhiêu? 100. Vậy chúng ta sẽ điền đây là D hay là S? S đúng không? Vậy đây sẽ là chữ gì? Chữ đúng. Rồi. Câu B, diện tích hình vuông và diện tích hình chữ nhật không bằng nhau. Ở trên đã bằng nhau rồi thì ở dưới này không bằng nhau sẽ là sai. Rồi, hình vuông có diện tích lớn hơn, đúng không? Làm sao mà lớn hơn được 100? Làm sao mà lớn hơn được 100? Cũng sai. Hình chữ nhật có diện tích bé hơn, đúng không? Cũng sai luôn. Đấy, như vậy thì đến đây chúng ta đã thực hiện xong cái bài số 54 nhé. Và các em nhớ đừng quên chia sẻ video và giới thiệu kênh của chúng mình đến các bạn đang học trong lớp, trong trường nha.